kênh ký ức chiến tranh trân trọng giới thiệu Muốn lịch sử với nhàn đề lịch sử bộ đội chủ lực mặt trận tây nguyên quân đoàn ba 1964 đến 2005 sau đây mời các bạn cùng nghe tập thứ ba để tránh bị tập kích đêm sau khi nghi binh Chiều ngày 16 tháng 11, tàn quân tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 Mỹ vội vã rút khỏi bãi Tia bằng đường bộ, đi về phía trận địa pháo Columbus và Albany ở hướng đồng. Cùng thời gian này, chỉ huy tiền phương chiến dịch chỉ thị cho trung đoàn 66 nhanh chóng cơ động tiểu đoàn 8 từ Ba Bì về tiêu diệt lực lượng còn lại của hai tiểu đoàn địch, đồng thời khẩn trương cho tiểu đoàn 9 theo đường làng sinh, chạm 5 về triển khai ở khu vực làng tung trận địch. Chiều ngày 16, mệnh lệnh trên được chính vì trung đoàn 66 Lã Ngọc Châu giao cho chiến sĩ liên lạc Nguyễn Đức Tăng chuyển đến tiểu đoàn 8. Khi tiểu đoàn trưởng Lê Xuân Phôi nhận được mảnh giấy ghi mệnh lệnh từ trong túi áo đẫm máu thì cũng là lúc Nguyễn Đức Tăng chút hơi thở cuối cùng nhận rõ tính khẩn cấp và ý thức được thời cơ tiêu diệt tiểu đoàn Mỹ đã đến. Đảng ủy tiểu đoàn 8 họp xác định quyết tâm lãnh đạo đơn vị cơ động chiến đấu theo mệnh lệnh của trung đoàn. Tiếp đó, cán bộ tiểu đoàn, đại đội bàn kế hoạch hành quân, dự kiến cách đánh khi gặp địch trên đường cơ động tao ngộ chiến và sơ bộ hiệp đồng chiến đấu theo các tình huống. Thực hiện kế hoạch, chiều ngày 16 tiểu đoàn 8 rời khu vực Ba Bỉ và đến trưa ngày hôm sau ngày 17 tháng 11 tiến vào ngã ba làng Tung và làng Sinh, khu vực suối cạn cũng trong buổi sáng ngày 17, khoảng 400 quân Mỹ thuộc lực lượng còn lại của tiểu đoàn 1 trung đoàn 7 và tiểu đoàn 2 trung đoàn 5 lữ đoàn 3 hành quân về phía ngã ba làng Tung và làng Sinh. 9 giờ sáng bộ phận đi đầu của địch vượt qua suối Cạn đã bắt được hai chiến sĩ trong tổ săn máy bay của đại đội 1 tiểu đoàn 1 trung đoàn 33. Sau khi dừng lại 20 phút để tra hỏi, địch lại tiếp tục hành quân. Lúc 12 giờ, nhận được tin đơn vị bạn thông báo phía trước có địch tiểu đoàn trưởng Lê Xuân Phôi cho đơn vị dừng lại khẩn trương triển khai đội hình chiến dấu thành hai thê đội. Bộ đội chiếm lĩnh trận địa xong thì hai trung đội Mỹ tiến vào. Đợi địch vào thật gần, cách 40 đến 50 mét, đại đội 6 mới bất ngờ nổ súng đồng loạt rồi xung phong. Sau 5 phút chiến đấu, hai trung đội Mỹ đi đầu bị tiêu diệt gọn, hai chiến sĩ bị địch bắt trước đây được giải thoát. Đợt đánh mở đầu vừa kết thúc, cũng là lúc đội hình hành quân chính của địch tới cách trận địa 300 mét. Quân Mỹ vừa đi vừa bắn, pháo binh máy bay đánh mạnh vào trận địa. Nhưng các chiến sĩ đại đội 6 vẫn kiên quyết chiếm địa hình có lợi, rồi hình thành nhiều mũi chiến đấu, từ phía bắc đánh mạnh vào đội hình quân địch. Chủ động hiệp đồng theo tiếng súng, đại đội 8 quay lại bất ngờ đánh vào sườn Tây. Cùng lúc, tiểu đoàn phó tiểu đoàn một trung đoàn 33 bùi thế luận lệnh cho đại đội 2 đánh một mũi trên hướng Bắc Đông Bắc, còn mình trực tiếp chỉ huy đại đội một đánh từ hướng Đông lại. Hỏa lực cối 82mm của tiểu đoàn 8 bắn mạnh vào các mục tiêu, chi viện bộ binh chiến đấu. Đại đội 7 cũng được lệnh bước vào chiến đấu trên hướng đại đội 6, nhưng bị bom địch đánh cắt ngang đội hình, chỉ có một trung đội kịp lên tham chiến. Bị bao vây và đánh mạnh cả bốn mặt, địch có cụm trên một giải đất hẹp, mỗi chiều chừng 200 mét, nhưng vẫn ngoan cố chống cự. Trên trời, máy bay địch từng đàn thi nhau ném bom, bắn dốc két và đạn 20mm hồng cứu nguy cho đồng bọn trên mặt đất. Bộ đội dũng cảm áp sát đội hình quân địch, thực hiện đánh gần, đánh liên tục, kiên quyết tiêu diệt quân Mỹ. Càng về chiều, trận đánh càng trở nên khốc liệt. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 Lê Xuân Phôi bị đạn pháo thùng bụng lòi một đoạn ruột máu chạy đầm đìa, nhưng cố gượng dậy dùng tấm vải dùng ngụy trang buộc ép lại rồi tiếp tục chỉ huy bộ đội chiến đấu và anh dũng hy sinh một, chính trị viên tiểu đoàn bị thương nặng, nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Trước tình hình đó, tiểu đoàn phó Bùi Thế Luận phụ trách chỉ huy chung hai tiểu đoàn tiếp tục chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 8 nghiêm trình tự giác chấp hành mệnh lệnh. Lòng căm thù giặc Mỹ, tấm gương anh hùng của người chỉ huy quả cảm và đồng đội đã ngã xuống càng tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ. Các phân đội siết chặt đội hình, các tổ, mũi chiến đấu bám sát yểm hộ cho nhau đánh giáp lá cà, tiêu diệt địch bằng lưỡi lê, bắn súng, dao găm. Chính trị viên phó đại đội 6 Đinh Văn Đế ba lần bị thương vẫn kiên quyết ở lại chỉ huy đơn vị chiến đấu, bắn chết 5 tên và dùng dao găm đâm chết 3 tên khác chiến sĩ Cao Đình Thơ bằng một đường lê chính xác đâm chết một tên Mỹ, cứu sống đồng đội các đồng chí, Trung úy Đoàn Ngọc Đành đại đội trưởng đại đội 8, Thiếu úy Nguyễn Xuân Ngạch trung đội trưởng, đại đội 7, Trung úy Vũ Đình Dự chính trị viên đại đội 8, Thiếu úy Vũ Đức Thắng trung đội trưởng, đại đội 8, đồng chí Trương Trung đội phó trung đội 3, đại đội 6, đồng chí Mỹ tiểu đội trưởng, trung đội 2, đại đội 6. Chiến sĩ Lê Văn Quỳnh, xạ thủ Trung Liên A, dân tộc thiểu số, trung đội 2 đại đội 6. Tiểu đoàn phó Bùi Thế Luận là những tấm gương chiến đấu rất dũng cảm. Diệt từ 5 đến 15 tên Mỹ. Chiến sĩ Huân sông pha trong lửa đạn cứu chữa thương binh, chuyển tử sĩ không để sót một người nào. Khi tiểu đoàn phó Bùi Thế Luận hy sinh hai, cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 1 tiếp tục chiến đấu cho đến khi trận đánh kết thúc. Sau gần 8 giờ chiến đấu vô cùng quyết liệt, khoảng hơn 17 giờ ngày 17 tháng 11 trận đánh kết thúc thắng lợi gần 400 tên địch của tiểu đoàn 1 trung đoàn 7 và tiểu đoàn 2 trung đoàn 5, lữ đoàn 3 Mỹ bị loại khỏi vòng chiến đấu. Chỉ còn vài chục tên sống sót chạy được về căn cứ. Địch thú nhận có 151 tên tử trận và 121 tên bị thương trong trận đánh này. Đây là một trận đánh thể hiện khí phách anh hùng và lòng dũng cảm vô song của cán bộ, chiến sĩ mặt trận Tây Nguyên, đồng thời là trận đánh khủng khiếp nhất và thất bại thảm hại nhất của quân viễn trinh Mỹ trong chiến dịch Playmare. Về trận đánh này, Bộ tư lệnh mặt trận Tây Nguyên đã nhận xét đây không những là một trận kết thúc của một cuộc chiến đấu về mặt chiến thuật, mà về mặt chiến dịch nó là một trận then chốt quyết định về sự thất bại căn bản đối với mục đích và nhiệm vụ của Lữ đoàn 3 Mỹ trong chiến dịch Playmare. Để tiếp tục giáng cho quân Mỹ những đòn chí mạng, ngày 18 tháng 11 Bộ tư lệnh chiến dịch ra lệnh cho Trung đoàn 33 tập kích trận địa pháo Phan Cơn ở phía tây suối Yemua, thực hiện mệnh lệnh từ 16 giờ 30 phút ngày 18 hai tiểu đoàn 2 và 3 cùng phân đội súng cối do tham mưu trưởng trung đoàn trực tiếp chỉ huy nổ súng tiến công trận địa pháo địch. Sau ít phút chiến đấu, ta diệt một đại đội và chỉ huy tiểu đoàn 2 trung đoàn 7 Mỹ, loại khỏi vòng chiến đấu 200 tên địch, phá hủy 3 khẩu pháo 105mm, một khẩu cối 81mm, 5 máy bay trực thăng và bắn rơi hai chiếc khác, thu 750 viên đạn pháo và 30 viên đạn cối. Quân Mỹ bị thất bại nhục nhã lữ đoàn ba kỳ binh không vận bị đánh tơi tả ở thung lũng Yder buộc địch phải ném lực lượng dự bị cơ động chiến lược của ngụy ra đỡ đòn cho quân mỹ ngày 17 tháng 11 Chiến đoàn dù số một ngụy đỗ xuống Đức Cơ và sau đó được đưa tiếp đến Play Thê và Tây suối Iacazen. Cùng ngày, chiến đoàn dù số hai cũng được đổ xuống đông suối Iemua nhằm đánh vào hậu phương và cắt đứt đường vận chuyển của ta. Trước diễn biến mới về địch, Bộ Tư lệnh Chiến dịch chủ trương sử dụng Trung đoàn 320 dự bị chiến dịch trong pha 3 đang dừng chân ở Thê và phía bắc núi Chư Pông tiến công tiêu diệt từ 1 đến 2 tiểu đoàn dù ngụy, đồng thời cơ động Trung đoàn 66 về làm lực lượng dự bị chiến dịch. Nhưng khi địch đỗ bộ đúng như phương án dự kiến, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn năm giao động cho đơn vị rút về hướng núi Chư Pông. Trung đoàn 320 chỉ còn tiểu đoàn 334 nằm kẹt giữa hai chiến đoàn dù ngày. Từ ngày 18 đến 27 tháng 11, trung đoàn chỉ tổ chức đánh được 3 trận nhỏ, diệt khoảng 200 tên, bỏ lỡ thời cơ tiêu diệt địch không hoàn thành nhiệm vụ. Ngày 19 tháng 11 năm 1965, Lữ đoàn 3 kỵ binh không vận Mỹ hốt hoảng rút hết lực lượng còn lại khỏi thung lũng La Đờ Răng cái viễn cảnh, cho cuộc tiến công vô thung lũng La Đờ Răng chẳng khác gì một cuộc dạo chơi nhỏ dưới ánh mặt trời và sau đó trở về căn cứ để ăn thức ăn nóng, và tắm mát bằng vòi phun hoa sen mà quân Mỹ tưởng tượng ra đã bị đảo ngược, trở thành một thảm bại hái hùng trong thực tế ngay khi chúng đặt chân lên Tây Nguyên. Trong quá trình diễn ra chiến dịch Me, các lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, Con Tum, Đắk Lắc tích cực tiến công và đấu tranh trực diện với địch phối hợp chặt chẽ với hoạt động của bộ đội chủ lực. Đặc biệt, quân và dân Gia Lai liên tục hoạt động tạo vành đai diệt Mỹ xung quanh các căn cứ An Khê, Bầu Cạn, diệt gần 100 tên Mỹ, ngụy phá hủy nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh du kích các xã huyện nam tích cực bắn tỉa làm cho địch nơm nớp lo sợ có tác dụng căng kéo địch hỗ trợ cho bộ đội chủ lực mặt trận tác chiến trong cuộc đấu tranh trực diện với địch chị K.Pahanet, hội trưởng đội phụ nữ xã e năm dũng cảm cởi áo nằm chặn đầu xe địch không cho chạy vào làng phá rẫy buộc lính mỹ phải nhượng bộ ở Yeme, chị chơ phải dằn lòng hy sinh đứa con nhỏ để giữ bí mật cho bộ đội trung đoàn ba trăm hai mươi lực lượng dân công phục vụ chiến dịch không quản ngày đêm bom đạn ác liệt nhiều chiến sĩ bị thương lạc rừng được bà con đồng bào dân tộc thiểu số bí mật cứu chữa, đưa về nuôi dưỡng. Sau trở về đơn vị cũ. Ngoài ra còn biết bao hành động và chiến công thầm lặng. Những hy sinh mất mát của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trong phối hợp hành động với chiến dịch Plei Me không thể tính được. Ngày 26 tháng 11, chiến dịch Plei Me kết thúc toàn thắng. Trải qua 38 ngày đêm chiến đấu liên tục ngày 19 tháng 10 đến ngày 26 tháng 11, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 2.974 tên địch có khoảng 1.700 tên Mỹ, tiêu diệt tiểu đoàn 2 và đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 1, lữ đoàn 3, sư đoàn kỵ binh không vận số 1 Mỹ, tiêu diệt chi đoàn 3 thiết giáp, tiểu đoàn 21 biệt động quân, một đại đội thuộc tiểu đoàn 2 trung đoàn 42, đánh tiêu ha một lực lượng của chiến đoàn dù số 1 và 2 ngụy, đánh thiệt hại nặng lực lượng biệt kích trong cứ điểm Playme, phá hủy 88 xe quân sự, có 42 xe tăng và xe bọc thép, 5 khẩu pháo 105mm, bắn rơi 59 máy bay, thu 73 khẩu súng các loại và 58.000 viên đạn. Về phía ta có 554 cán bộ, chiến sĩ hy sinh và 669 đồng chí bị thương. Chiến dịch tiến công Playme là chiến dịch đầu tiên ở Tây Nguyên, đồng thời là chiến dịch tiến công quân Mỹ đầu tiên của ta ở chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Thắng lợi của chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ba, nó là bản anh hùng ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân Tây Nguyên là nguồn động viên cổ vũ lớn lao quân và dân hai miền Nam. Bắc thi đua giết giặc lập công, đánh bại cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất, 1965 đến 1966 của quân Mỹ. Âm hưởng của chiến thắng nhanh chóng vượt qua không gian một khu vực, trường tồn mãi với thời gian, làm chấn động cả nước Mỹ và thế giới. Từ thực tiễn chiến dịch đã giải đáp một vấn đề nóng hổi, Việt Nam có đánh được Mỹ không? Và khẳng định, chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng là vô địch nhất định sẽ đánh bại chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Bộ đội ta với trang bị mang vác vẫn có thể tiêu diệt gọn tiểu đoàn bộ binh Mỹ, đánh bại chiến thuật cơ động bằng máy bay trực thăng của Mỹ những đơn vị tinh nhuệ nhất của chúng ở chiến trường rừng núi trong chiến tranh cục bộ ở miền Nam. Chiến thắng Playme không chỉ là mốc so lịch sử sáng chói của quân và dân Tây Nguyên, mà còn để lại nhiều bài học có giá trị về nghệ thuật quân sự. Đó là bài học về nghệ thuật nghiên cứu dự báo đúng đối tượng tác chiến mới, lựa chọn cách đánh đúng và thắng địch ngay từ trận đầu vận dụng linh hoạt sáng tạo các loại hình chiến thuật trong điều kiện cụ thể từng trận buộc địch phải đánh theo cách đánh của ta về nghệ thuật chỉ huy xuất sắc trong chiến dịch đặc biệt là bài học về công tác đảng công tác chính trị đã xây dựng được ý chí quyết tâm dám đánh và quyết thắng mỹ khẩu hiệu tìm mỹ mà diệt tìm ngụy mà đánh đã trở thành phong trào sôi nổi trong các lực lượng vũ trang tây nguyên và toàn miền nam đây là những viên ngọc quý trong kho tàng nghệ thuật quân sự việt nam với chiến công đặc biệt xuất sắc các đơn vị tham gia chiến dịch Playme đã được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh tặng thưởng hai huân chương quân công hạng Nhật 4. Hai đơn vị và 13 cá nhân được tặng huân chương chiến công giải phóng hạng 2, 6 đơn vị và 53 cá nhân được tặng huân chương chiến công giải phóng hạng 3, hai đại đội được tặng danh hiệu Đại đội Anh Dũng Diệt Mỹ, năm trung đội được tặng danh hiệu Trung đội Anh Dũng Diệt Mỹ, ba tiểu đội được tặng danh hiệu Tiểu đội Anh Dũng, 54 cá nhân được tặng danh hiệu Dũng Sĩ Diệt Mỹ ba cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ diệt M113 và xe tăng. Đặc biệt, liệt sĩ đại úy Lê Xuân Phôi, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8, trung đoàn 66 được nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1995. Mặc dù đưa một lực lượng lớn quân viễn trinh Mỹ là chư hầu vào miền Nam, thực hiện chiến tranh cục bộ, nhưng trong thu đông 1965 quân địch vẫn bị thất bại liên tiếp ở Vạn Tường, Plei Me, Đất Quốc, Bầu Bàng Dầu Tiếng, đồng dương trên 30.000 tên địch, trong đó có 9.000 tên Mỹ bị loại khỏi vòng chiến đấu. Biện pháp tìm diệt bị đánh phủ đầu, gọng kìm bình định vẫn dậm chân tại chỗ. Chiến tranh phá hoại miền bắc bị giáng trả đích đáng. Nhưng với bản chất xâm lược và ngoan cố Mỹ, Ngụy tiếp tục leo thang chiến tranh bằng hai cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965 đến 1966 và 1966 đến 1967 hồng giành thắng lợi quyết định trong cuộc phản công mùa khô lần thứ nhất tháng 12 năm 1965 đến tháng 6 năm 1966, địch thực hiện kế hoạch năm mũi tên, tập trung lực lượng Mỹ, chư hầu và quân ngụy nhằm tiêu diệt lực lượng chủ lực và đối phó với các hoạt động quân sự của ta trên hai hướng khu năm và miền Đông Nam Bộ. Với 206.772 quân Mỹ và chư hầu cùng 520.000 quân ngụy, trong 6 tháng đầu năm 1966 địch đã tổ chức 1.080 cuộc hành quân từ cấp tiểu đoàn trở lên sử dụng 191.378 lần chiếc máy bay, trong đó có 1.976 lần chiếc B-52, 54.163 lần chiếc tàu thủy yểm trợ hành quân và đánh phá căn cứ địa của ta. Song song với cuộc phản công ở miền Nam, Mỹ tiếp tục mở lại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra miền Bắc, lần đầu tiên dùng máy bay B-52 ném bom đèo mụ dạ miền Tây Quảng Bình, bước đầu xây dựng hàng rào điện tử ở khu phi quân sự tiến công ngoại giao xảo quyệt dưới nhân hiệu hòa bình thương lượng hòng lừa bịp dư luận và che giấu bộ mặt xâm lược phi nghĩa của chúng. Trước tình hình đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng ta họp hội nghị lần thứ 12 ngày 27 tháng 12 năm 1965 đề ra nghị quyết lịch sử khẳng định, mặc dù đế quốc Mỹ đưa vào miền Nam hàng chục vạn quân viễn trinh, lực lượng so sánh giữa ta và địch vẫn không thay đổi lớn, đồng thời quyết định động viên lực lượng của cả nước. Kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong bất cứ tình huống nào để bảo vệ miền Bắc giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước hiện nay rõ ràng là nhiệm vụ thiêng liêng của cả dân tộc ta, của nhân dân ta từ nam chí bắc. Phương châm chiến lược của cuộc kháng chiến là đánh lâu dài, nhưng hướng phấn đấu tích cực là tập trung lực lượng của cả hai miền, tranh thủ thời cơ giành thắng lợi quyết định trong thời gian tương đối ngắn. Thực hiện nghị quyết 12 của trung ương đảng, chỉ thị của chủ tịch Hồ Chí Minh h 1 và bộ chính trị. Quân ủy Trung ương chủ trương phát triển thế chủ động tiến công, giành thắng lợi quân sự ngày càng lớn, tiến lên giành thắng lợi quyết định trên chiến trường chính miền Nam. Để miền Nam đánh mạnh thắng to, lực lượng bộ đội tập trung trong năm 1966 được đưa lên từ 27 vạn đến 30 vạn, gồm 35 trung đoàn chủ lực, 51 tiểu đoàn bộ đội địa phương, đồng thời phát triển dân quân du kích rộng khắp. Các đơn vị binh chủng trong bộ đội chủ lực được tăng cường, lực lượng đặc công biệt động phát triển mạnh. Các đơn vị chuyên trách đánh giao thông đô thị được xây dựng. Trong xuân hè 1966 đã có 9 trung đoàn bộ binh, 3 trung đoàn pháo binh mặt đất cùng một số đơn vị phòng không, công binh. Thông tin với đầy đủ quân số vũ khí trang bị được lệnh hành quân vượt Trường Sơn và chiến trường Tây Nguyên, khu năm và miền Đông Nam Bộ. Là một chiến trường trọng điểm đánh tiêu diệt sinh lực địch, cuối năm 1965 đầu năm 1966 mặt trận Tây Nguyên được tăng cường một lực lượng lớn các đơn vị bộ binh, binh chủng bảo đảm và từng bước được xây dựng củng cố về mọi mặt. Tháng 2 năm 1966 trung đoàn 24A2 do thiếu tá Phùng Bá Thường làm trung đoàn trưởng và thiếu tá Nguyễn Mạnh Thạch làm chính ủy đã hành quân vượt Trường Sơn vào bổ sung cho mặt trận Tây Nguyên. Tiếp đó là trung đoàn bộ trung đoàn pháo binh 68A. Một đại đội chỉ huy và tiểu đoàn pháo binh 11 có 12 khẩu pháo 105mm do trung đoàn trưởng Nguyễn Đức Giá chỉ huy, trung đoàn bộ binh 88 sư đoàn bộ binh 308, tiểu đoàn 96 pháo binh có 12 khẩu cối 120 mm. Sư đoàn bộ binh 325B3, do đồng chí Vương Tuấn Kiệt làm sư đoàn trưởng, đồng chí Trần Văn Chân làm sư đoàn phó, đồng chí Quốc Tuấn làm chính ủy, đồng chí Trần Xuân Lư làm phó chính ủy, đồng chí Thái Bá Nhiệm làm chủ nhiệm chính trị, đồng chí Nguyễn Lương Thầm làm trưởng ban tác chiến, đồng chí Nguyễn Quốc Thước làm phó ban. Cũng lần lượt vào chiến trường. Cùng thời gian này, Tổng cục hậu cần chi viện cho chiến trường Tây Nguyên quân y viện 84 tức viện quân Y211 do bác sĩ Võ Văn Vinh, cục phó cục quân Y làm viện trưởng, đồng chí Khuất Di Kính làm chính ủy và ba viện phó là bác sĩ Lê Cao Đài, bác sĩ Trần Nam Hưng, đồng chí Lê Công Viện. Đội ngũ cán bộ của bệnh viện được chọn trong các chuyên viên ở hai bệnh viện tuyến cuối của quân đội là viện quân Y108 và viện quân Y1034. Cục quân giới cũng bổ sung cho Tây Nguyên hai đoàn cán bộ. Đoàn 10 do đồng chí Tô Văn của làm trưởng đoàn đoàn 30 do đồng chí Lê Văn Trức làm trưởng đoàn. Một đoàn cán bộ của Bộ Quốc phòng do Đại tá Vũ Văn Cẩn Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu Cần kiêm Cục trưởng Cục Quân Y, làm trưởng đoàn cũng được tăng cường vào Tây Nguyên để nghiên cứu tình hình và trực tiếp giúp đỡ các ngành của mặt trận. Trên cơ sở lực lượng chủ lực tại chỗ và những đơn vị vừa từ miền Bắc chi viện, tháng 12 năm 1965 mặt trận Tây Nguyên thành lập hai sư đoàn bộ binh, 1 và 6. Sư đoàn bộ binh 1 gồm 3 trung đoàn bộ binh vừa tham gia chiến dịch Playmare, 320, 33, 66 và một số phân đội hỏa lực, bảo đảm do đồng chí Nguyễn Hữu An làm sư đoàn trưởng và đồng chí Hoàng Thế Thiện làm chính ủy. Sư đoàn bộ binh 6 gồm hai trung đoàn bộ binh 24, 88, tiểu đoàn 200 pháo binh, một tiểu đoàn súng máy phòng không, một đại đội công binh, nhưng hai trung đoàn 24, 88 đang trên đường hành quân vào chiến trường, nên sư đoàn 6 mới hình thành bộ tư lệnh, cơ quan và một số phân đội trực thuộc. Đầu tháng 4 năm 1966 khi sư đoàn 325B vào chiến trường, vẫn được giữ nguyên tổ chức biên chế và đổi phiên hiệu thành sư đoàn 10 mật danh là nông trường 10. Bên cạnh các đơn vị trực tiếp chiến đấu, lực lượng bảo đảm phục vụ cũng được củng cố, tổ chức cho phù hợp yêu cầu chiến trường, thành lập hai tiểu đoàn vận tải bộ, tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2, xưởng quân giới X-53, xúc tiến xây dựng các căn cứ hậu cần ở cánh Bắc, cánh Nam và cánh Trung. Việc tăng cường quân số lên 32.000, thành lập các sư đoàn bộ binh và các phân đội, cơ sở bảo đảm phục vụ đánh dấu sự lớn mạnh vượt bậc là bước tiến nhảy vọt của bộ đội chủ lực mặt trận tây nguyên nhằm đáp ứng yêu cầu đánh tiêu diệt lớn quân địch song cũng làm mất cân đối giữa khả năng có hạn về bảo đảm hậu cần với nhu cầu cho các hoạt động của bộ đội đây cũng là vấn đề nan giải của chiến trường tây nguyên trong cuộc kháng chiến thống mỹ cứu nước để tăng cường thống nhất việc lãnh đạo chỉ huy bộ đội chủ lực mặt trận tây nguyên và đáp ứng tình hình phát triển của chiến tranh trên địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng này Ngày 27 tháng 4 năm 1966, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra nghị quyết về việc thành lập Đảng ủy Bộ Tư lệnh Chiến trường Tây Nguyên, xác định rõ nhiệm vụ của Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Tây Nguyên là lãnh đạo và chỉ đạo việc xây dựng tác chiến của các lực lượng chủ lực hoạt động ở Tây Nguyên, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự mà Trung ương và Quân ủy Trung ương giao cho. Về quan hệ giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Tây Nguyên với khu ủy và quân khu 5, Bộ Chính trị quy định giải quyết theo nguyên tắc quan hệ giữa bộ đội chủ lực hoạt động ở địa phương với cấp ủy địa phương. Đảng ủy và bộ tư lệnh Tây Nguyên có nhiệm vụ giúp đỡ cấp ủy địa phương chỉ đạo việc xây dựng tác chiến của các lực lượng vũ trang địa phương, phối hợp hoạt động giữa chủ lực và địa phương. Đối với Trung ương cục miền Nam, Đảng ủy và bộ tư lệnh Tây Nguyên có nhiệm vụ liên lạc và báo cáo tình hình, phối hợp chiến trường, trao đổi kinh nghiệm. Cùng ngày, Bộ Chính trị ra nghị quyết chỉ định Đảng ủy chiến trường Tây Nguyên gồm 11 đồng chí Bí thư Đảng ủy Chu Huy Mân, Phó Bí thư Lê Trọng Tấn và các ủy viên Hoàng Kiệt, Đặng Vũ Hiệp, Hoàng Phương, Quốc Tuấn, Nguyễn Nam Khánh, Vương Tuấn Kiệt, Thái Dũng, Bùi Nam Hà, Nguyễn Hữu An. Việc kiện toàn Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Chiến trường Tây Nguyên xác định rõ nhiệm vụ chức năng, các mối quan hệ giữa lãnh đạo chỉ huy chiến trường với Trung ương Cục Miền Nam, khu ủy khu 5, quân khu 5 và địa phương các tỉnh Tây Nguyên của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng là một quyết định đúng đắn, kịp thời nó không những đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phương hướng xây dựng phát triển lực lượng vũ trang, đẩy mạnh tác chiến, đưa chiến tranh cách mạng ở địa bàn chiến lược quan trọng Tây Nguyên hòa nhịp với toàn chiến trường miền Nam, mà còn tăng thêm sức mạnh cho khối chủ lực, làm cho mối quan hệ giữa đảng ủy, bộ tư lệnh và các đơn vị chủ lực với đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương càng thêm gắn bó. Sau chiến dịch Plei bên cạnh ý nghĩa to lớn của trận đầu thắng mỹ tình hình tư tưởng trong bộ đội chủ lực mặt trận Tây Nguyên cũng có những diễn biến phức tạp. Do hành quân chiến đấu liên tục, dài ngày, ác liệt, thương vong, ăn uống kham khổ, thuốc men thiếu thốn, bệnh tật, nhất là sốt rét ác tính và bệnh tê phù hoành hành. Triệt để lợi dụng khó khăn của ta, địch giáo giết tiến hành chiến tranh tâm lý rất thâm độc, hăm dọa, dụ dỗ, kêu gọi chiến sĩ ta chiêu hồi, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng bộ đội. Trong khi đó củng cố, lãnh đạo chính trị, giáo dục tư tưởng sau chiến thắng ở không ít đơn vị cơ sở chưa theo kịp yêu cầu tình hình, chưa chủ động tích cực đấu tranh trước các biểu hiện tiêu cực xa sút có nơi buông lòng lãnh đạo, chỉ huy quản lý, cán bộ thiếu ân cần chăm sóc và thuyết phục cấp dưới lúc khó khăn, làm cho nội bộ đơn vị mất đoàn kết, nhiều đồng chí không yên tâm với nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng chiến trường lâu dài, nghiêm trọng hơn có những cán bộ, chiến sĩ xa sút ý chí chiến đấu, giao động, thôi thúc nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, chính sách. Trước tình hình trên, Đảng ủy mặt trận kịp thời đề ra chủ trương tiến hành củng cố bộ đội toàn diện. Trước hết tập trung nâng cao ý chí chiến đấu, phẩm chất khí tiết, xây dựng quyết tâm đánh Mỹ đến cùng. Thực hiện chủ trương trên, đợt chỉnh huấn chính trị tập trung lớn đầu tiên cho cán bộ trung cao cấp toàn mặt trận được tổ chức. Từ ngày 25 tháng 12 năm 1965 đến ngày 5 tháng 1 năm 1966, 166 cán bộ trung cao cấp, gồm 13 cán bộ trung đoàn, 29 cán bộ tiểu đoàn, 124 cán bộ cơ quan trung đoàn và mặt trận được quán triệt tình hình và nhiệm vụ cách mạng miền Nam, chiến trường Tây Nguyên, học tập truyền thống và bản chất quân đội, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, liên hệ kiểm điểm cá nhân sâu sắc, tự giác dân chủ để cao tự phê bình và phê bình. Kết thúc đợt chỉnh huấn, thiếu tướng Chu Huy Mân tuyên bố và đợt tất cả những bản kiểm điểm về khuyết điểm, tất cả cán bộ giữ bản ưu điểm của mình để phát huy, rồi trao dây chói tù binh Mỹ cho chính ủy các trung đoàn 66, 33 320 trong tiếng vỗ tay vang dậy. Ngay sau đợt chỉnh huấn chính trị thành công, Bộ Tư lệnh Mặt trận tổ chức tập huấn về nghệ thuật chiến dịch tiến công cho cán bộ trung đoàn, sư đoàn và đầu ngành ba cơ quan mặt trận, đồng thời chuẩn bị cho đợt tiến công mùa xuân Bính Ngọ 1966. Từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 7 tháng 4 năm 1966, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên mở đợt tiến công mùa xuân, nhằm tiêu diệt và kìm chân một bộ phận quân Mỹ ngụy Hỗ trợ phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng và phối hợp chiến trường toàn miền Nam. Trong đợt một ngày 15 đến ngày 20 trung đoàn 66 và trung đoàn 320, sư đoàn bộ binh 1 đánh bốn trận quy mô cấp tiểu đoàn. Trung đoàn ở khu vực Ia Vầm Đắk Lắc tiêu hao một lực lượng của trung đoàn 45 ngụy, phá hủy một số xe thiết giáp. Đợt hai ngày 21 tháng 2 đến 27 tháng 3 ta đánh một số trận nhỏ lẻ chống cuộc càn quét của lữ đoàn 3 sư đoàn 252 Mỹ ở Bắc Buôn Ma Thuột sang đợt 3 từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4, Trung đoàn 66 và Trung đoàn Bộ binh 88 vừa hành quân vào chiến trường, phối thuộc cho Sư đoàn Bộ binh 1, đách bại đợt tiến công của Lữ đoàn 3 Sư đoàn Kỵ binh không vận số 1 Mỹ ở Chư Pông. Nổi bật là trận đánh ngày 2 tháng 4 của Trung đoàn 66, khi ta tập kích cụm địch ở đồi xanh không thành công. Địch dừng một tiểu đoàn bộ binh từ đồi xanh tiến lên đồi đá trắng, bị tiểu đoàn 8 trận đánh diệt 80 tên. Kết quả đợt tiến công mùa xuân 1966 tuy còn hạn chế, loại khỏi vòng chiến đấu gần 600 tên địch, diệt gọn một đại đội bộ binh và một chi đội xe bọc thép, bẻ gãy cuộc càn quét của địch ra khu vực Buôn Yêu Vầm và Chư Pông, nhưng nó đã giam chân một lực lượng địch đáng kể, tạo điều kiện cho khu 5, Đông Nam Bộ, đập tan cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất của Mỹ, Ngụy. Sau đợt tiến công mùa xuân, Bộ Tư lệnh Chiến trường Tây Nguyên dự định mở tiếp cuộc tiến công mùa hè ở cánh Bắc, Con Tum, nhưng công tác bảo đảm hậu cần khó khăn nên phải chuyển sống cánh Nam. Hướng tác chiến chủ yếu được chọn ở Tây Nam Pleiku, bao gồm khu vực Plei Di Bầu Cạn, Plei Me, Chư Pông, Đức Cơ do hai sư đoàn bộ binh 1 và 10 đảm nhiệm. Hướng tiến công thứ yếu ở Bắc Con Tum khu vực Đắc Pét, Đắc Tô, Tu đường 14 do sư đoàn bộ binh 6 phụ trách. Đợt tiến công mùa hè kéo dài từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 15 tháng 8 và chia làm 3 đợt. Trong đợt một ngày 21 đến 30 tháng 5, chiến sự diễn ra đồng thời trên cả hai hướng Tây Nam Gia Lai và Bắc Con Tum. Hướng chính, do chuẩn bị chưa đầy đủ nên tiểu đoàn 966 Trung đoàn 320 phải chuyển từ công kiên sang vây điểm Play Di Giang ngày 21 đến 27 tháng 5. Trung đoàn 66 diệt địch nóng ra đồn mo ngày 24 tháng 5. Ngày 27 tháng 5 địch đổ bộ một lực lượng xuống sùng lễ, ta chủ trương mở vây Pleo Di Giang để tập trung tiêu diệt quân ứng cứu. Nhưng do chấp hành kỷ luật không nghiêm, Tiểu đoàn 21 xuống máy phòng không sư đoàn bộ binh 1 bị máy bay địch đánh trúng đội hình, không tổ chức đánh trả, tự động rút quân, bị địch lấy mất 5 khẩu 12,7 mm. Ngày 29 tháng 5 trung đoàn 66 chuyển sang tiến công cụp địch đổ bộ ở Chư Pa, khi tiêu diệt được khoảng hai đại đội địch, bộ đội lại tự động lui quân. Trước tình hình đó, bộ tư lệnh sư đoàn một lệnh cho trung đoàn 33 và tiểu đoàn 7, trung đoàn 66 tiếp tục tiến công quân địch còn lại ở Chư Pa quá trình tiến công bị địch đánh chặn, khả năng tiến công giảm sút, ta phải lui quân. Trên hướng thứ yếu Bắc Con Tum, từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 5, đại đội 5 tiểu đoàn 5 trung đoàn 24 có hỏa lực tăng cường, vây ép cứ điểm Tu Mơ Rồng. Chiều ngày 24, địch đưa trung đoàn 42 thiếu, tiểu đoàn 21 biệt động quân lên ứng cứu, xong lại rơi vào trận địa phục kích của trung đoàn 24 ở khu vực đèo Đắc Dô Già. Ta phá hủy 27 xe có 3 xe M113, loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 300 tên địch, thu gần 100 súng các loại. Để cứu nguy cho quân ngụy, Mỹ buộc phải đưa lữ đoàn dù một thuộc sư đoàn dù 1013 vào tham chiến. Ngày 6 tháng 6, khi lực lượng đi đầu của lữ đoàn dù một vừa đặt chân lên tân cảnh đã bị trung đoàn 24 bất ngờ tập kích ở Đắk Prong, diệt chỉ huy tiểu đoàn 1, một đại đội và hai trung đội, loại khỏi vòng chiến đấu 150 tên, phá hủy một trận địa pháo. Để gỡ thế bị động và tìm diệt lực lượng ta, Ngày hôm sau ngày 7 tháng 6 lữ đoàn một bổ sung quân số, vũ khí cho Đắc Prong, đồng thời dùng một đại đội thám báo lần theo dấu vết lui quân của ta, rồi đổ bộ một lực lượng xuống Đắc Châm Định đánh vào sau lưng trung đoàn 24. Ngày 7 tháng 6, đại đội 7 tiểu đoàn 5 trung đoàn 24 do đại đội phó bân chỉ huy đánh bật đợt xung phong của một đại đội Mỹ, diệt 40 tên, thu một số súng đạn. Ngày hôm sau ngày 8 tháng 6 một đại đội địch từ hai hướng Đắc Mong và Đắc Xia tiến vào trận địa đại đội một tiểu đoàn 4, nhưng bị ta chặn đánh quyết liệt. Chủ động hiệp đồng theo trung đội súng, đại đội 2 kịp thời xuất kích chi viện cho phân đội bạn, trung đội súng cối của tiểu đoàn 4 cũng kịp chi viện hỏa lực cho bộ binh chiến đấu. Sau ít phút nổ súng, ta diệt 116 tên, số địch còn lại tháo chạy về phía sau. Buổi chiều và đêm 8 tháng 6, địch dùng máy bay. Pháo binh đánh phá rất mạnh vào khu vực Nam Đắc Trâm, thả pháo sáng đổ thêm quân, chuẩn bị cho đợt tiến công ngày hôm sau. Nắm chắc mọi diễn biến mới về địch, Ban chỉ huy trung đoàn 24 quyết định di chuyển toàn bộ đội hình lên dãy núi Cơ Nông ngay trong đêm, dựa vào công sự trận địa làm trước của đơn vị, đánh tập trung tiêu diệt nhiều địch. Đúng như ta dự đoán, lúc 11 giờ 30 phút ngày 9 tháng 6, khoảng 200 tên Mỹ dược hỏa lực phi pháo chi viện, chia làm 4 mũi đánh vào trận địa các đại dội 8, 6 và 12, để cho địch vào cách chiến hào tiền duyên hơn chục mét. Các chiến sĩ bất ngờ đồng loạt ném lựu đạn, nổ súng mãnh liệt đánh bật chúng xuống sườn núi. Chớp thời cơ, súng cối, đại liên, B-40 từ trận địa nhiều tầng bắn suối xả vào quân địch co cụm. Bị đòn bất ngờ, hơn 100 tên địch bỏ xác tại trận, bọn còn lại tháo chạy. Đợt đầu tiến công bị thất bại, địch dùng máy bay. Pháo cối bắn phá rất ác liệt dai dẳng vào toàn bộ trận ta, rồi mở đợt tiến công thứ hai vào lúc 16 giờ, nhưng lại bị đánh bật trở lại. Trong đợt chiến đấu này, xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm. Đồng chí Trọng Đại đội 12, đồng chí Am Đại đội 13 luôn sâu sát gương mẫu, quyết đoán chỉ huy phân đội diệt nhiều địch, giữ vững trận địa, bảo vệ được thương binh có sức cổ vũ bộ đội hăng hái chiến đấu. Bị mất tiếp hơn 100 quân và không chiếm được trận địa đối phương trong đợt tiến công cuối chiều, địch chuyển sang tiến công ban đêm nhưng đã bị tiểu đoàn 5 đánh bại. Thấy đánh giàn trải không được, địch tập trung đánh vào từng điểm chốt của ta trong đêm. Với thủ đoạn xảo quyệt này, từ 17 giờ 30 phút đến 24 giờ ngày 9 tháng 6, hàng trăm tên địch mở liên tiếp 8 đợt tiến công vào trận địa chốt của đại đội 7. Mỗi đợt có từ 50 đến 60 tên, có hỏa lực phi pho chi viện mạnh. Tuy chiến đấu rất dũng cảm nhưng quân số đại đội 7 bị tiêu hao dần, nên đợt tiến công thứ 7, quân địch đột nhập vào một phần trận địa. Với quyết tâm cao, lực lượng còn lại của đại đội 7 do đại đội trưởng Hà Chỉ Huy được hỏa lực tiểu đoàn 5 chi viện đã tổ chức phản kích thành công trong đêm, khôi phục lại trận địa. Đợt tiến công thứ bảy thất bại, địch tập trung pháo cối dùng máy bay ném bom Napan đánh phá hủy diệt trận địa đại đội 7, rồi cho bộ binh chia làm bốn mũi xung phong đánh chiếm. Mặc dù quân số đại đội 7 còn ít, ai cũng mệt mỏi đói khát, một số bị thương nhưng cán bộ, chiến sĩ động viên nhau kiên quyết tiêu diệt địch, giữ vững trận địa. Đợt chiến đấu thứ 8 diễn ra khốc liệt, địch chiếm được trận địa. Ngay trong đêm, 16 cán bộ, chiến sĩ còn lại của đại đội 7 do đại đội trưởng Hà Chỉ Huy đã dũng cảm mưu trí tập kích, diệt 48 tên địch thu 30 súng khôi phục lại trận địa. Ngày và đêm 10 tháng 6, địch tiếp tục dùng pháo binh, máy bay kể cả B-52 đánh phá, thả bom Napan, bắn đạn hóa học hủy diệt trận địa ta, đồng thời đỗ quân xuống điểm cao 986 nhằm vây chặt, cất vó trung đoàn ở Đắc Trâm. Về phía ta, tuy đánh bại các đợt phản kích của địch, giữ vững trận địa, nhưng lực lượng bị tiêu hao, số thương binh lên đến hơn 200, đạn súng cối và gạo đã hết, nước uống không có để bảo toàn lực lượng, tiếp tục chiến đấu lâu dài. Thực hiện mệnh lệnh của đồng chí Nguyễn Hữu An Phó Tư lệnh Chiến trường Tây Nguyên trực tiếp chỉ đạo lực lượng chủ lực hoạt động trên cánh Bắc, Trung đoàn 24 tổ chức lui quân đêm mùng 10 dạng sáng ngày 11 tháng 6, mang theo thương binh và súng đạn trở về vị trí tập kết an toàn. Trong đợt một hoạt động mùa hè, Trung đoàn 24 đã tiêu diệt tiểu đoàn 1, tiêu hào nặng tiểu đoàn 2 thuộc lữ đoàn du một sư đoàn du 101 Mỹ và một tiểu đoàn thuộc trung đoàn 42 Nguyễn loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.000 tên Mỹ, 300 tên ngụy, phá hủy 27 xe quân sự, 6 pháo 105mm, 2 cối 106,7mm, bắn rơi 2 máy bay, thu trên 500 súng các loại, buộc địch phải rút khỏi cứ điểm Tumorong, góp phần cùng quân và dân con Tum giải phóng một vùng rộng phía tây bắc tỉnh. Đặc biệt, chiến thắng Đắc Trâm đã giáng đòn phủ đầu nặng và lữ đoàn du một sư đoàn du 101 Mỹ, khi chúng hùng hổ ra quân tìm diệt đầu tiên ở Bắc Tây Nguyên. Với chiến công xuất sắc này, Trung đoàn 24 được tặng thưởng huân chương quân công hạng 3 và được tỉnh ủy Con Tum gửi thư khen ngợi. Sau đợt một hoạt động hè, ta nhanh chóng củng cố và chuẩn bị mọi mặt, tiếp tục mở đợt tiến công thứ hai ngày 19 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7. Trong đợt này, ta chủ trương đánh công kiên cứ điểm Tân Lạc, tập trung 4 trung đoàn bộ binh, 66, 320, 33, 95 diệt viện đổ bộ đường không ở khu vực Nam đường 19 Tây. Nhưng địch không ra đúng ý định ta chỉ đánh được 14 trận nhỏ, có 6 trận đánh mìn. Nổi bật là các trận đánh quân Mỹ của Trung đoàn 66 ở Tây Suối Yale của Đại đội 13, Tiểu đoàn 9 diệt 137 tên Mỹ ngày 19, 20 tháng 6 và Tây Đức Vinh của Tiểu đoàn 7 diệt gần 100 tên Mỹ, bắn cháy 4 xe M113 ngày 3 tháng 7. Đặc biệt, trận Tây Đức Vinh đã hình thành bước đầu chiến thuật vận động tiến công kết hợp chốt, mở ra khả năng mới để nâng tốc độ đánh tiêu diệt của bộ đội chủ lực chiến trường Tây Nguyên lên trình độ cao hơn. Trong đợt 3 hoạt động hè từ ngày 20 tháng 7 đến 15 tháng 8, ta sử dụng sư đoàn bộ binh một đánh địch trong khu vực Play Thê, Thanh Giáo, Bầu Cạn, Playme Me, Phú Nhơn, Yên Miu. Sư đoàn 10 đảm nhiệm khu vực Lệ Thanh, Sùng Lễ, Chư Pa đến Nam Play Di Răng. Đợt này ta đánh 28 trận vừa và nhỏ, tiêu biểu là trận đánh gặp địch tao ngộ của tiểu đoàn 4 trung đoàn 320 ở Tây Bắc Ba Bì ngày 8 tháng 8. Diệt gọn một đại đội Mỹ, giết 130 tên. Thu nhiều vũ khí và hai trận phục kích, vận động tập kích của tiểu đoàn 7 Trung đoàn 66 ở Nam Chư Pông ngày 14 và 15 tháng 8, loại khỏi vòng chiến đấu 160 tên địch, bắn rơi hai trực thăng. Ngày 15 tháng 8 năm 1966, đợt tiến công mùa hè của quân và dân Tây Nguyên kết thúc thắng lợi. Trong gần ba tháng chiến đấu, bộ đội chủ lực được sự phối hợp của quân và dân địa phương đã loại khỏi vòng chiến đấu 3.813 tên địch có 2.828 tên Mỹ diệt gọn hai tiểu đoàn, ba đại đội và 10 trung đội Mỹ, hai đại đội ngụy, phá hủy 48 xe quân sự, có 26 xe M113, và 10 pháo cuối lớn, bắn rơi 35 máy bay, thu hàng trăm súng các loại. Thắng lợi của đợt tiến công mùa hè đã hạ uy thế lữ đoàn dù 1 sư đoàn 101, lữ đoàn 3, LSU đoàn 25 Mỹ, giam chân một lực lượng cơ động quan trọng của địch ở Tây Nguyên, phối hợp chặt chẽ với các chiến trường khu 5, trị thiên và miền Đông Nam Bộ. Mùa thu năm 1966, bộ đội chủ lực Tây Nguyên phát triển thành ba sư đoàn bộ binh, trong khi lực lượng vũ trang địa phương phát triển chậm hơn, không theo kịp yêu cầu hỗ trợ cho chiến tranh chính quy, thiếu cân đối giữa ba thứ quân, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân, quân du kích. Bên cạnh đó, việc bảo đảm hậu cần cho các đơn vị chủ lực gặp nhiều khó khăn vì xa hậu phương, giao thông vận tải tiếp tế khó khăn. Nhân dân Tây Nguyên nhất mực trung thành với cách mạng, hết lòng giúp đỡ bộ đội, nhưng dân số thưa, kinh tế nghèo lại bị bóc lột phá hoại trong nhiều năm, không đủ khả năng đáp ứng những nhu cầu cần thiết của đánh vận động với những binh đoàn lớn một. Để giải quyết những mâu thuẫn trên và bảo đảm cho chiến trường liên tục phát triển tiến công giành nhiều thắng lợi mới, tháng 8 năm 1966 Đảng Ủy và Bộ Tư lệnh Chiến trường quyết định giải thể Sư đoàn Bộ Binh 6 và Sư đoàn Bộ Binh 10. Cán bộ cơ quan hai sư đoàn được tăng cường cho cơ quan B3. Bộ đội chủ lực Tây Nguyên được tổ chức thành hai khối, cơ động và tại chỗ. Khối cơ động gồm sư đoàn bộ binh một có trung đoàn 320, trung đoàn 66, các tiểu đoàn binh chủng, trung đoàn bộ binh 88 và trung đoàn bộ binh 101B. Khối chủ lực tại chỗ gồm 3 trung đoàn bộ binh đứng chân ở 3 tỉnh, trung đoàn 24A ở Con Tum, trung đoàn 95 hoạt động ở huyện 4 và 5 Gia Lai, trung đoàn 33 ở Bắc Buôn Ma Thuột. Cùng thời gian này, Bộ Tư lệnh Chiến trường quyết định thành lập Trưởng quân chính B3 mang tên Trưởng huấn luyện cán bộ ngày 20 tháng 8 do đồng chí Hồ Bắc làm hiệu trưởng và đồng chí Đoàn Trọng Thông làm chính ủy. Thành lập 3 tiểu đoàn bộ binh độc lập, tiểu đoàn một, linh một lựa chọn những đồng chí quê ở Việt Bắc, Tây Bắc trong trung đoàn 101B, tiểu đoàn 35 và tiểu đoàn 36 rút từ hai trung đoàn 24A và 33, đẩy nhanh việc xây dựng căn cứ hậu cần, tổ chức 3 binh trạm, binh trạm Bắc, binh trạm Trung, binh trạm Nam các đội điều trị DT-3, DT-4 bố trí cơ động theo các hướng tác chiến của bộ đội, hai tiểu đoàn thu dung 22, 23 và các sườn dược, quân giới, được tổ chức củng cố đi vào hoạt động. Công tác tăng gia sản xuất lương thực, trồng sắn, mì, được đưa vào nghị quyết của các cấp ủy đảng, vào kế hoạch của các đơn vị và bộ tư lệnh chiến trường, được coi là một nhiệm vụ quan trọng như nhiệm vụ chiến đấu. Thực hiện chủ trương của đảng ủy chiến trường, với khẩu hiệu hành động biến dễ hoang thành nương sắn một chiến dịch khai hoang đã diễn ra rộng khắp. Bộ đội ngày luyện tập, đêm lợi dụng ánh trăng đào đất cha hòm. Chỉ trong một thời gian ngắn những nương sắn xanh dờn đã xuất hiện ở khắp nơi, ven các bìa rừng, đường giao liên, trong thung lũng, ven bờ sông xa thầy. Xúc động trước tinh thần lao động quên mình của bộ đội, chiến sĩ hậu cần Trần Bích đã sáng tác bài thơ Cây sắn tiến công, có đoạn. Một cây sắn ta trồng, là một tên Mỹ gục. Ngàn cây sắn ta vun, là ngàn tên ngụy tan thây. Sau một năm đánh Mỹ, ta rút ra dược quy luật phản kích và thủ đoạn tác chiến của quân Mỹ ở Tây Nguyên. Chúng ý vào sức cơ động của trực thăng, hỏa lực không quân, pháo binh mạnh. Khi phát hiện lực lượng đối phương là đổ quân nhảy cóc sâu vào rau lưng thực hiện bao vây, chia cắt, chặn đường tiếp tế rồi đánh bật đối phương ra khỏi khu chiến. Quân Mỹ thường rất chủ quan và dễ bị mắc lừa. Vì vậy tháng 9 năm 1966, đảng ủy và bộ tư lệnh chiến trường Tây Nguyên quyết định mở chiến dịch xa Thầy, dùng mưu kế lừa địch vào khu vực rừng già có nhiều ngọn núi nhô cao ở hai bên bờ đông, tây sông Sa Thầy để tiêu diệt. Đây là vùng căn cứ của ta, bộ đội quen thuộc địa hình, việc cơ động lực lượng và bảo đảm hậu cần cứ nhiều thuận lợi, có điều kiện như địch vào khu quyết chiến đã chuẩn bị sẵn. Với địch, địa hình khu vực tác chiến mới là xa căn cứ, nhiều khe sâu rừng rậm bao bọc dễ bị chia cắt, cơ lập, tiêu diệt để đạt mục đích tiêu hao một bộ phận sinh lực quân Mỹ, ngụy hỗ trợ phong trào phá ấp giành dân, phát triển chiến tranh du kích của địa phương, rèn luyện bộ đội, phối hợp với các chiến trường toàn miền Nam đánh bại cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai của địch. Bộ Tư lệnh Chiến trường huy động toàn bộ khối chủ lực B3 tham gia chiến dịch trên hướng chính Đông Tây sông Sa Thầy bố trí sư đoàn bộ binh một, trung đoàn bộ binh tám mươi tám, trung đoàn bộ binh chín mươi năm, thiếu ba tiểu đoàn pháo binh, phòng không, ở hướng phối hợp có lực lượng chủ lực tại chỗ và lực lượng vũ trang địa phương, trung đoàn bộ binh 24A ở Con Tum, trung đoàn 33 ở Đắk Lắc, một tiểu đoàn thuộc trung đoàn 95 ở Nam Đường 19 Tây đến Bắc Buôn Ma Thuột. Thực hiện kế hoạch, giữa mùa mưa năm 1966 công tác chuẩn bị cho chiến dịch được gấp rút triển khai. Các đơn vị cơ quan chiến dịch tiến hành trinh sát, làm kế hoạch, chuẩn bị trận địa, vận chuyển đạn, gạo từ phía Tây ra các vị trí tập kết, liên tục, bền bỉ, bí mật. Trong quá trình chuẩn bị, nhân dân miền Tây Gia Lai mặc dù còn thiếu thốn, khó khăn nhưng đã giúp đỡ bộ đội hơn 140 tấn gạo, 12 tấn sắn, 56 tấn ngô và hàng chục châu bò để bộ đội ăn no đánh thắng. Ngoài ra địa phương còn chi viện hàng trăm dân công làm công tác vận chuyển phục vụ chiến dịch. Nhiều bà con làng nú, làng sinh vai gùi gạo, tay ôm bó sắn luộc. Có những cô gái gùi đạn nặng gần gấp hai trọng lượng cơ thể, như y -leng vóc người không lớn lắm đã gùi được 112 kg phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực trong giai đoạn chuẩn bị chiến dịch, lực lượng vũ trang các tỉnh Gia Lai, Con Tum, Đắk Lắc đẩy mạnh các hoạt động đánh địch nghi binh. Tiêu biểu là trận tập kích vào sân bay tân tạo của tiểu đoàn 407 đặc công Gia Lai đêm mùng 3 tháng 9. Ta nổ súng đúng lúc, sư đoàn kỵ binh không vận số 1 Mỹ đang làm lễ kỷ niệm một năm tới Việt Nam, làm nhiều tên đang dự lễ chết gục ngay tại chỗ, 40 máy bay bị phá hủy sau khi đã chuẩn bị cho hướng chính của chiến dịch 1.000 tấn vật chất 829 tấn gạo, 91 tấn thực phẩm, 85 tấn vũ khí và làn xong chiếc cầu giả, mắc dây điện thoại qua sông Poco ngày 15 tháng 10. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 10, trung đoàn 95 pháo kích vào cứ điểm Play Di Răng khiêu ngòi, dụ địch, bị mắc lừa. Ngày 23 và 24 tháng 10, địch dùng 24 lần tốp B-52 và pháo lớn 155-17-203mm từ các trận địa mới lập ở Sùng Lễ sùng thiện đánh phá giữ đội vào khu vực cầu treo, đồng thời vội vã mở cuộc hành quân Paul River 4 đổ bộ lữ đoàn hai sư đoàn bộ binh số 4 Mỹ và cho biệt kích xuyên rừng tiến vào vùng đông và tây sông Sa Thầy. Trong thế trận đã chuẩn bị, từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 10, Trung đoàn 95 và Trung đoàn 320 đánh nhiều trận cấp tiểu đoàn, tiêu diệt từng đại đội. Trung đội của lữ đoàn hai sư đoàn 4 Mỹ ở tây bắc Prey di răng 10 km. Ngày 26 tháng 10, khu vực B1, B2 điểm cao 621, làng Midrep, Bắc Sơn Ló, Bắc Chư Gru Khu A. Do nhận thức không đầy đủ về nhiệm vụ, trong khi địch tiếp tục đổ quân vào khu chiến, trung đoàn 320 để lại tiểu đoàn 6 đánh nhỏ lẻ, còn toàn đơn vị hành quân lên phía Bắc. Căn cứ và tình hình cụ thể địch, ta bộ tư lệnh chiến tích chủ động cho các đơn vị kết thúc đợt một chiến dịch để củng cố và chuẩn bị bước vào đợt 2. Để tiếp tục dụ địch vào sâu hơn nữa, ta dùng một bộ phận nhỏ hoạt động thu hút dịch ra bờ sông Sa Thầy và cho công binh Bắc Cầu giả qua sông ở khu vực C và D. Hoạt động nghi binh của ta đã làm cho địch tiếp tục đổ bộ lữ đoàn 2 sư đoàn 4, lữ đoàn 3 sư đoàn 25 Mỹ và tung biệt kích nguyện vào các khu vực C, D, B, đồng thời tập trung hỏa lực đánh phá dữ dội vào hai bên bờ đông, tây sông Sa Thầy. Sau các trận đánh mở đầu đợt 2 của tiểu đoàn 6 trung đoàn 3 20 ngày 5 tháng 11 diệt một trung đội Mỹ, tiểu đoàn 9 trung đoàn 66 ngày 10 tháng 11 diệt 100 tên ở D1 và tiểu đoàn 3 trung đoàn 88 ngày 11 tháng 11 tiêu hao lực lượng lữ đoàn 2 sư đoàn 25 Mỹ ở bãi 9, địch phản ứng mạnh. Ngay sau khi dùng máy bay F-100 và pháo 175mm bắn phá dọn bãi, từ 9 giờ đến 14 giờ ngày 11 tháng 11 địch dùng 125 lần trước trực thăng, có cả loại H-21 trở pháo, đổ bộ tiểu đoàn 2, một đại đội pháo 105mm, 6 khẩu một trung đội cối 106,7 mm thuộc trung đoàn 8, lữ đoàn 2, sư đoàn 4 Mỹ và một đại đội biệt kích ngụy xuống bãi C1. Quá trình đổ bộ, chúng dùng máy bay trực thăng nghi binh đổ bộ giả ở bãi C2 và đổ một đại đội xuống bãi C9 để bảo vệ sườn phía nam cho lực lượng chính ở C1. C1 là một cái giấy bỏ hoang lâu ngày nằm trên một quả đồi có diện tích khoảng 24 hectare, dài 600 m rộng 400 m nằm ở phía tây sông Sa Thầy, trên trục giao liên Bắc Nam và ở sâu trong hậu phương ta. Đây là vị trí có giá trị chiến thuật, đã từng là trọng điểm của các đợt tiến công tìm diệt của địch ở khu vực này. Do hiểu rõ địa hình C1 và ném bom phát quang 200m trên đỉnh đồi, ngay khi đổ bộ, địch tổ chức đội hình vòng tròn khép kín với ba tuyến công sự, bố trí chỉ huy tiểu đoàn 2, một đại đội chỉ huy ở giữa, trận địa pháo 105mm ở phía tây, trung đội cối 106,7mm ở phía đông hai đại đội bộ binh ở vòng ngoài, trọng tâm phòng ngự hướng về phía tây nam và đông nam. Địch ở C1 tuy quân số nhiều, hỏa lực chi viện mạnh nhưng công sự vật cản giá chiến, tinh thần binh lính có phần xa sút Việc địch đổ bộ chiếm C1 diễn ra đúng như dự kiến của ta. Vì vậy, ngay khi chúng xuống C1, Trung đoàn 88 được tăng cường tiểu đoàn 7 Trung đoàn 66 và hỏa lực đã triển khai đội hình tiến công ban ngày vẫn giữ được bí mật. Lúc 16 giờ 57 phút, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 88 ra lệnh cho súng cối bắn chuẩn bị sớm hơn kế hoạch 9 phút và kéo dài hơn tạo điều kiện cho bộ binh áp sát mục tiêu. Đúng 18 giờ, bộ đội được lệnh xung phong đánh chiếm C1. Trên hướng chủ yếu của tiểu đoàn 2 đảm nhiệm, đại đội 7 do đại đội trưởng vực chỉ huy từ phía tây bắn đánh lên chiếm một số công sự vòng ngoài rồi phát triển vào bên trong. Quá trình tiến công, đại đội trưởng bắn một quả B40 làm nổ tung kho đạn 105mm. Đội hình thọc sâu phải tạm dừng. Cùng thời gian này, đại đội 6 tiến công ở phía bắc nhưng bị bom bi rơi trúng đội hình, bộ đội đánh đến gần đỉnh C1 không đủ sức phát triển tiếp. Đại đội 5 bị lạc, nhưng sau đó cũng lần lượt đưa được các trung đội vào tham chiến. Khi đánh chiếm được tuyến công sự vòng ngoài, địch bị dồn lên đỉnh C1 thì đại đội trưởng Quang, chính trị viên tiểu đoàn 2 đi cùng đại đội 5 và một số chiến sĩ trung đội 1 hy sinh, liên lạc với cấp trên bị đứt, mũi tiến công B bị chứng lại. Trước tình hình đó, cán bộ đại đội lúng túng không xử trí tình huống kịp thời. Tiểu đoàn không nắm được các đại đội, phân đội cối 82 và dkrs ở phía sau bị bỏ quân không sử dụng. Hướng tiến công thứ yếu, sau khi dừng cối 82 bắn 38 quả đạn vào đánh C1, tiểu đoàn 7, trung đoàn 66, nhanh chóng đánh chiếm đồi C1B, nhưng bị bom bi chặn ngang không phát triển tiến công sang C1 theo kế hoạch. Cũng thời gian này, mũi phối hợp phía đông cơ động đến Khe Châu thì tự ý dừng lại, cán bộ báo cáo lên trên, quân địch chặn mất đường chỉ có một tiểu đội công binh hoàn thành tốt nhiệm vụ thu hút nhiều hỏa lực địch về phía đông. Đêm 12, dạng ngày 13 tháng 11, quân Mỹ ở C1 bị tiêu diệt phần lớn, chỉ còn gần một đại đội co cụm lên đỉnh đồi tiếp tục chống cự. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 88 quyết định đưa đại đội dự bị vào chiến đấu, cùng hai tiểu đoàn 2 và 7 tiếp tục tiến công tiêu diệt tàn quân địch, đồng thời tăng cường đồng chí tham mưu phó và đồng chí chủ nhiệm chính trị Trung đoàn xuống tiểu đoàn 2 để tổ chức động viên bộ đội chiến đấu. Nhưng do tổ chức chiến đấu chậm, trời gần sáng vẫn không nổ súng được, nên trung đoàn trưởng ra lệnh lui quân, chỉ để lại phân đội cối 120mm tiếp tục tập kích hỏa lực vào C1 diệt thêm một số quân địch. Sáng ngày 13 tháng 11, địch đổ quân dọn sắc đồng bọn ở C1 và buổi chiều rút hết quân khỏi cứ điểm này. Kết quả trận C1, ta đã đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 2 trung đoàn 8, lữ đoàn 2, sư đoàn 4 Mỹ, phá 6 pháo 105mm, 3 cối 106,7mm. Mặc dù chưa tiêu diệt gọn tiểu đoàn địch, nhưng chiến thắng C-1 đã giáng một đòn nặng đầu tiên vào sư đoàn bộ binh số 4 Mỹ, gây cho chúng lúng túng về mặt chiến dịch. Đây là một trận điển hình về hiệp đồng đánh quân Mỹ đổ bộ đường không. Phát huy thắng lợi. Ngày 13 tháng 11, tiểu đoàn 9 trung đoàn 66 tiến công tiêu diệt gọn một đại đội thuộc lữ đoàn 3 sư đoàn 25 Mỹ ở Nam C-1 khoảng 12 km. Tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9 cũng tiêu diệt gọn một đại đội Mỹ khác ra lùng sục ở phía tây khu D. Từ ngày 19 đến 21 Trung đoàn 66 tiếp tục tiến công lữ đoàn 3 sư đoàn 25 Mỹ ở khu D, Diệt hơn 100 tên. Bắn rơi 3 máy bay. Bị đánh đau. Địch buộc phải co cụm lại ở hai điểm lớn là C-16 và D-10. Mỗi vị trí khoảng một tiểu đoàn bộ binh. Một đến hai đại đội pháo 105mm. Đồng thời đổ tiếp hai tiểu đoàn Mỹ xuống Nam. Bắc khu B nhưng bị trung đoàn 320 và tiểu đoàn 2 trung đoàn 95 phục kích tiêu hao phải trùn lại. Ngày 27, 28 tháng 11 địch vội vã cho máy bay bốc quân rút chạy khỏi khu vực đông, tây sông Sa Thải. Phối hợp với hướng chính của chiến dịch, các đơn vị chủ lực tại chỗ và quân dân địa phương đẩy mạnh các hoạt động tiến công địch. Ở Tây Nam Gia Lai, tiểu đoàn 101 một một và lực lượng vũ trang địa phương đánh nhiều trận nhỏ lẻ ở khu vực Thăng Đức, diệt một đại đội Mỹ thuộc tiểu đoàn 1, lữ đoàn 2, sư đoàn kỵ binh không vận số 1, bắn rơi 3 ba máy bay ngày 21 tháng 11, một phân đội pháo binh tập kích hỏa lực cứ điểm Playme ngày 26 tháng 11 trên hướng bắn con tùm, tiểu đoàn 6 hoạt động mạnh ở khu vực Pleikon, cùng địa phương tiêu hao, giam chân quân địch ở các căn cứ, tích cực đánh giao thông ngăn chặn địch cơ động và tiếp tế. Nắm chắc những diễn biến mới về địch, để giải quyết khó khăn về lương thực, ngày 27 tháng 11 Bộ Tư lệnh Chiến dịch chủ động kết thúc đợt 2 chiến dịch rút hai trung đoàn 95 và 320 về xóm 10 cũ, chỉ để lại tiểu đoàn 6 đánh nhỏ lẻ ở khu vực làng Nú và đường 5B đồng thời khẩn trương củng cố giúp kinh nghiệm để bước vào đợt 3. Những ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12 năm 1966, trong khi ta khẩn trương chuẩn bị theo hướng dụ địch vào đế đánh tiếp một số trận tiêu diệt sinh lực địch ở khu C và khu D, thì địch dùng không quân, pháo binh đánh phá rất dữ dội vào khu chiến. Mỗi ngày có tới hàng trăm tấn bom và hơn một trăm tấn đạn pháo. Hàng chục lần chiếc má y bay B-52 được huy động ném bom giải thảm dọc hai bờ đông, tây sông Sa Thải. Ngày 6 tháng 12, địch dùng 111 lần chiếc trực thăng dỗ quân xuống xóm 10 cả đin và đẩy trung đoàn 40. Chiến dịch xa thầy thắng lợi giòn giã, ta đánh 73 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 2.410 tên địch, có 2.050 tên Mỹ. Diệt gọn một tiểu đoàn, 8 đại đội Mỹ và 5 đại đội, hai trung đội ngụy, tiêu hao nặng một tiểu đoàn Mỹ khác, pháo hủy 25 khẩu pháo, 17 xe quân sự, bắn rơi 20 máy bay, thu 71 súng các loại nét độc đáo của chiến dịch xa thầy là ta đã thành công trong nghệ thuật chuẩn bị, lừa địch, buộc địch hành động theo ý định của ta. Cùng với chiến dịch lây mè, chiến dịch xa thầy đã giáng một đòn nặng nề, làm mất hiệu lực chiến thuật trực thăng vận của quân Mỹ ở chiến trường Tây Nguyên, buộc địch về sau phải dè dặt, cơ động từng tiểu đoàn trên một trục, một hướng để tránh bị tiêu diệt. Với chiến thắng xa thầy, Bộ đội chủ lực B3 đã góp phần quan trọng cùng quân dân Tây Nguyên và toàn miền Nam đánh bại cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai của địch giáng một đòn chí mạng vào chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ. Với chiến thắng oanh liệt ở Sa Thầy, bộ đội chủ lực chiến trường Tây Nguyên được tặng thưởng huân chương quân công giải phóng hạng ba. Sau chiến dịch Sa Thầy, Bộ Tư lệnh Chiến trường Tây Nguyên nhanh chóng tổ chức tổng kết chiến dịch, rút kinh nghiệm, trình huấn, củng cố tổ chức biên chế lại theo nguyên tắc gọn nhẹ cơ quan và trực thuộc, tăng cường và sung lực vào các thành phần trực tiếp chiến đấu. Lấy tinh binh, tinh cán nâng cao chất lượng làm chính, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trước mặt mà đảng ủy chiến trường đã đề ra, khẩn trương nâng cao sức chiến đấu cho bộ đội, liên tục đánh nhỏ khắp nơi đồng thời sẵn sàng tranh thủ thời cơ đánh một số trận tiêu diệt vừa và lớn để phối hợp chiến trường. Trong lần trình huấn này, cán bộ cao cấp tập trung nghiên cứu học tập tài liệu tình hình và nhiệm vụ mới của đồng chí Nguyễn Chí Thanh, cán bộ trung cấp học tập quán triệt nghị quyết của đảng ủy chiến trường, kết hợp tổng kết chiến dịch, chiến thuật, chú trọng tự phê bình và phê bình, quán triệt quyết tâm chiến lược của trung ương đảng nâng cao ý chí chiến đấu, ý thức tổ chức kỷ luật, quan điểm quần chúng. Cán bộ sơ cấp và chiến sĩ học tập một số tài liệu nhằm củng cố nâng cao lập trường cách mạng và ý hí chiến đấu, tính tổ chức kỷ luật. Công tác xây dựng đảng tập trung xây dựng chi bộ ba tốt gắn với xây dựng khí tiết cách mạng. Được sự chi viện giúp đỡ của Tổng cục Chính trị, đầu năm 1967 báo Tây Nguyên, phân xã thông tấn xã giải phóng, đội văn nghệ sung kích, đội chiếu bóng, nhà in trực thuộc phòng chính trị B3 lần lượt ra đời bước vào hoạt động góp phần tăng cường củng cố thêm trận địa tư tưởng cách mạng và kịp thời phục vụ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội và đồng bào các dân tộc tây nguyên song song với xây dựng ý chí quyết đánh quyết thắng mỹ việc huấn luyện quân sự để bộ đội biết đánh biết thắng địch được tiến hành chặt chẽ toàn diện cả về tư tưởng quân sự chiến thuật kỹ thuật tổ chức chỉ huy quản lý bộ đội tác phong chiến đấu các hình thức chiến thuật phục kích tập kích đánh gặp địch tao ngộ chiến tiến công địch trong công sự vây điểm đánh giao thông bắn máy bay trực thăng các thủ đoạn chiến đấu đột phá thọc sâu bao vây chia cắt vu hồi được chú trọng huấn luyện thuộc luyện nâng cao đặc biệt chiến thuật tổ ba người được tập trung xây dựng cách đánh xe cơ giới được rèn luyện kỹ nhằm bảo đảm các nhu cầu trước mắt thường nhật và lâu dài công tác hậu cần thời gian này vừa tập trung đẩy mạnh phong trào nuôi quân phòng bệnh nâng cao sức khỏe chăm lo cải thiện đời sống bộ đội vừa tích cực tiếp nhận khai thác các nguồn hàng đồng thời chủ động tăng gia sản xuất tự túc một phần lương thực thực phẩm. Phấn đấu đạt chỉ tiêu 1.000 gốc sắn một người ở đơn vị chiến đấu và 1.500, 2.000 gốc sắn một người ở cơ quan và đơn vị phía sau. Với tinh thần chủ động sáng tạo, vượt khó khoa dược của Viện quân Y-211 đã sản xuất được cồn bằng men lá cây theo cách làm của đồng bào dân tộc địa phương, và kinh nghiệm này được phổ biến nhanh chóng, góp phần hạn chế áp xe do tiêm thiếu cồn khử trùng ra. Tiếp đó, bộ phận 10 quang của viện đã lắp đặt thành công và đưa vào sử dụng máy 10 quang đầu tiên ở chiến trường Tây Nguyên, tạo điều kiện cho công tác chẩn đoán điều trị thương bệnh binh. Cho đến đầu tháng 2 năm 1967, trước khi bước vào đợt hoạt động xuân, hậu cần chiến trường Tây Nguyên được củng cố toàn diện và có bước phát triển mở rộng. Hệ thống tổ chức hậu cần chiến trường bao gồm 3 binh trạng Bắc, Trung, Nam, các quân y viện 1, 2, 3, 4, 211, đội phẫu, lực lượng vận tải, tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2, đại đội vận tải dân tộc, các đường hành lang C02, C05, C07. Hoạt động đồng bộ, hiệu quả. Lượng đạn toàn B3 sau chiến dịch xa thầy chỉ còn lờ 1500 quả đạn cuối 82. Thuốc nổ thiếu nghiêm trọng, nay tăng lên 450 tấn, gạo có 3.000 tấn, quần áo 5.000 bộ, 20.000 chiếc màn, thuốc men đủ dùng đến hết tháng 6. Lần đầu tiên bộ đội ở Tây Nguyên được cấp thuốc lá, bàn trải vật thuốc đánh răng giấy viết thư. Quân số khỏe đạt 87%, có đơn vị như tiểu đoàn 9 trung đoàn 66 đạt 90%. Phong trào tăng gia tự túc do Bộ Tư lệnh Chiến trường phát động thu dược nhiều kết quả. Trong 6 tháng đầu năm 1967, toàn B3 trồng được 14 triệu gốc sắn, gieo một vạn ký lúa giống và 1.500 kg ngô, chăn nuôi được 8.900 con gà, 700 con lợn, 30 châu bò. Các đơn vị binh trạm Nam, Viện 4, Trung đoàn 320, K-28. Vượt chỉ tiêu tăng giá. Quân y sản xuất được 17 kg cao động vật, 23.000 viên thuốc và 11.000 lít thuốc chữa bệnh các loại. Quân giới sản xuất 144 quả mìn định hướng, 40 mìn xe, 200 liệu đạn, 1.289 con dao, chữa 2.500 quả liệu đạn, 467 khẩu súng, bộ đội săn bắn dược 53 tấn thịt thú rừng. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Nhưng Bộ Tư lệnh Chiến trường Tây Nguyên vẫn dành 159 tấn lương thực cấp cho lực lượng vũ trang địa phương và 19 tấn gạo kịp thời cứu đói choàng, bảo đảm cho hàng nghìn lượt bộ đội và cán bộ qua lại chiến trường. Trước yêu cầu tác chiến tập trung, hiệp đồng binh chủng ngày càng lớn ở Tây Nguyên, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Chiến trường quyết định thành lập Trung đoàn pháo binh 40 mật danh Công trường 40. Ngày 5 tháng 2 năm 1967, Trung đoàn pháo binh 40 ra đời. Trong biên chế có chỉ huy, cơ quan Bốn tiểu đoàn súng cối, súng máy phòng 030, 31, 32, 34, hai đại đội trực thuộc trinh sát, thông tin. Chỉ huy trung đoàn gồm các đồng chí Nguyễn Đức Giá trung đoàn trưởng, Sơn Hùng chính ủy, Nguyễn Sô và Nguyễn Thành Lai trung đoàn phó. Sự ra đời của trung đoàn pháo binh đầu tiên đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của bộ đội pháo binh Tây Nguyên và S. sự trưởng thành lớn mạnh của bộ đội chủ lực trên chiến trường. Từ đó về sau, ngày 5 tháng 2 trở thành ngày truyền thống của Trung đoàn Pháo binh 40 tiền thân của Lữ đoàn. Pháo binh 40 ngày nay. Kênh Ký ức Chiến tranh, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.